karate đến với tôi thật tự nhiên và thật giản dị. Từ năm 2002, tôi đã được biết đến karate do. Qua quá trình rèn luyện 15 năm, là một khoảng thời gian cũng không quá dài và cũng không quá ngắn, nhưng karate đã và đang nằm trong máu tôi. Nhờ sự dẫn dắt tận tâm của người thầy mà nay tôi đã trở thành một huấn luyện viên để đào tạo các thế hệ thanh thiếu niên lành mạnh về tinh thần, cường tráng về thể chất, hoàn thiện nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Sau một ngày làm việc với bộ áo blue trắng, tưởng chừng đã vắt kiệt sức của tôi vì đặc thù công việc là tiếp xúc và chăm sóc bệnh nhân. Nhưng không, tôi lại được tiếp thêm sinh lực tràn trề khi tiếp tục khoác lên mình một bộ võ phục trắng sáng Tamido. Đến với gia đình thứ hai, đến với các em học trò yêu quý, chỉnh chu, hướng dẫn các em từ mọi lứa tuổi, từ mọi đối tượng, từ những việc nhỏ nhất để dần rèn luyện cốt cách cho các em hoàn thiện bản thân, vượt qua chính mình để giúp mình, giúp người và giúp cho xã hội. Vâng, trên con đường tập luyện và đào tạo võ thuật của tôi hay bất cứ một môn sinh karate nào khác, không thể thiếu một vật. Nó luôn là người bạn đồng hành, đó là bộ võ phục và huyền đai. Trải qua kinh nghiệm sử dụng nhiều hãng võ phục trong nước, tôi đã động lại tại Tamido của huấn luyện viên Lê Cảnh Thắng. Bộ võ phục đạt đúng các tiêu chí và nhu cầu của tôi, như trắng sáng, dễ giặt, form chuẩn, tạo lực tốt, đường may chắc và tỉ mỉ. Hy vọng trong tương lai, Tamido sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng karate trên mọi miền của Tổ quốc.